Đây là cái 16, 16, 8 với lại N3M anh em. Giờ mình pha với nước để mình tưới cho mấy cây bần nha. 21 cây à. Bây giờ mình tưới hồi 25, 27 gì đó. Và nước lỏng mình tưới mình lại là trời nắng á. Trời nắng bỏ hồ kiểu ngồi xong mình quyết định mình tưới. Và đến mình tưới. Mưa thì mình bỏ vô mình quậy, còn tới tháng nắng thì pha nước mình tưới. Đây tháng mình cho ăn rồi. Chiều nay tới tưới mai với lại tưới đây nè. Tưới cây. Mang ngược rồi em bé ơi. Cái này dài mà. Cái gì? Cái này dài. Sao? Cái này dài mà. Dài là sao? Ủa sao ba cái kìa? Bỏ cái cây vô. Tưới nước. Pha nước tưới cho mấy cây này. Nước này chặt quá vậy. Cái gì? Cái nước này chặt quá. Dơ cái sạch với mương mà. Dơ quá. Ừ. Nước này dơ quá. Giờ bị chết. Ừ. Nước này chặt quá thì kia nó trong. Mình quậy hết nè. Quậy cho nó tan ngay. Ngày 16, 16, 8 chứ không phải DB. Có được DB càng tốt. Cái áo lên là mũi rồi. Nhũ màu trắng á, đâu có đơn dài gì, đâu có mình dép gì đâu. Ừ. Cái chân mới bự. Cái gì chân mới bự quá. Chân bự lắm á. Chân bự dùng chân bự lắm. Giờ mình múc qua đây mình pha thêm nước cho mình tưới thôi, đỏng đỏng. Dơ. Dơ. Cho ba đổ ra cái nước này không nữa. Dạ. Cho ba đổ ra luôn nữa. Pha loãng để ba tưới vô mấy cây. Đừng giống đâu hả? Dạ. Dương. Dương á? Đấy không phải dương. Cái này là gì? Trồng cây. Dương cây. Dương cây. Tại sao có dương cây ở đây nữa? Ba trồng cái đâu? Cây này trước. Ủa cho ba mở cái cây ra vậy? Cái gì? Cho ba mở cái cây ra vậy? Chỗ cỏ. Chỗ cỏ hả? Ừ. Tưới phân. Ủa, cho ba đỡ nước dơ hả? Tưới phân. Cái này có bông. Tưới phân cho cây bận. Ủa, bông ốc đâu? Ốc gì? Ốc hồi nãy á, mình thấy. Có đâu? Tưới chuyện gào đó, chiều nay mình còn tưới nước lại. Ừ, chết rồi. Cây này bữa nó hơi buồn, mình cắt lên nè. Cắt giật lại nó ra thuộc mới nè. Cây này sao? Tốt. Tốt. Ôi, đây có quả gì vậy? Bông nó đừng hái. Bông nó đừng lặt, để nó đi. Bông ăn được không? Bông này ra trái mới được. Ba cái này buồn, cắt rồi. Cái gì? Con hái con
Ừ, trong vườn bướm nhiều lắm. Ừ, trong vườn bướm nhiều lắm. Này, này trái này không biết đậu không? Cái bự. Này không biết gì hết trơn. Nè. Này cái gì vậy? Bận. Bận. Còn cái này là cái gì? Bằng hỏi hết. Bằng hỏi hết á. Cứ thuốc cho cây, cứ phân cho cây bằng hỏi. Đây cái gì? Cái bằng hết. Còn đây cái gì? Còn... bằng. Còn đây cái gì? Cặp này là ok nè, cặp này đẹp nè. Mấy cái này cái cây gì hả? Mấy cái này cây gì? Gì vậy? Còn cái này là cái gì? Cặp này hai thân này là đủ sức đi ra nè. Cái bằng ổi cái gì? Ôi, cái này chưa có bự, bự ra lá quá vậy. À. Cây này chậu sáo hả? Cây này bị cháo quá. Chậu sáo. Chậu sáo. Cây này cũng chậu sáo luôn. Ba ba cây này rất là bự và bá luôn rồi. Sứ. Sứ. Đó cái sứ. Ba con thấy bự và bá luôn. Nó ba, nó có bông màu trắng hả? Sứ trắng. Sứ trắng. Bự bự lắm á. Con này cái gì? Bà ngồi. Như có không đồ cái đó cái bằng ổi thôi mà bần đừng có hái con nhân hình đâu có ăn được tao gì vậy nhân hình đâu có ăn được tao ba quên định đâu có ăn được tao chưa có trái ăn gì mà chua nó ăn thì nổi cả em bé ăn không nổi đâu. Đó ăn nổi. Cây này ba thân rồi. Yes. Nó bông hết rồi. Ép này có chết không rồi. Ừ. Cây này là rất tập nhưng mà bữa giờ là không có đậu trái. Cây này. Cây này không có con ốc anh tôi chỉ nè. Cây này có chưa chết mà. Lưới rồi. Dạ đó. Hai gạo. Ôi cái này bị gãy hết rồi. Mà cắt nhỏ ra cược mới rồi. Mà cắt cái nhà còn mới vậy đó. Cái này, ơi cái này cắt rồi nè. Này là cũng cắt luôn rồi. Này cũng cắt luôn. Cây này. Này tốt rồi. Hai thân. Anh em nào có nhu cầu chơi liên hệ mình ha. Đây mình từ đó là sao cũng còn nhiều để mình tranh thủ mình tưới tắt máy. Đi cút qua đó đi. Em để em nhớ bấm đăng ký, bấm cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ nha anh em.